Chào các bạn. Thì nếu các bạn đến với núi Tà Lơn thì ở Việt Nam chúng ta thường gọi là núi Tà Lơn, tuy nhiên ở đây ta gọi là núi Cô Cô. Thì nếu mà đến một địa điểm mà đẹp nhất, cũng cho là một địa điểm mà không ai bỏ qua, đó chính là cái suối vàng suối bạc. Thì đó là cái dân của Việt Nam mình đến với núi Tà Lơn gọi thôi, nhưng ở đây ta gọi là thác mây xoáy. Vì lý do đơn giản là trong những ngày mưa như thế này nè, nếu ai mà có cái duyên lành á đến với cái thác này, chắc chắn các bạn sẽ thấy xoáy nước, một cái xoáy mây cực kỳ đẹp. Thì do cái tiếng thác rất là lớn cho nên quan trọng cái cổ họng lên nói lớn cho bạn nghe á, chứ mấy bạn không cảm nha. Thì mong là cái buổi trải nghiệm cái thác quay xoáy này sẽ cho các bạn thêm nhiều thông tin bổ ích, nhiều cái địa điểm đẹp của cái núi Tà Lơn này. Và đây là một cái thác vĩ đại đối với mình. Mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích, cũng như là mang lại một cái nét tâm linh huyền bí ở cái địa điểm mà cho mình một cái cảm giác rất là lý thú, đó chính là sự linh thiêng và đầy bí ẩn. Hãy đem cái chiếc quan để khám phá toàn bộ cái thác mây xoáy này nhé. Ok. Mấy bạn biết không, hiện tại á là cái mưa đang trong cái mùa bão á, cho nên Quang đi ngay cái mùa này á mới thấy được cái xoáy nước của cái thác vàng thác bạc. Nếu mấy bạn đến đây á, mấy bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái khung cảnh đẹp của những ngày mưa bão như thế này, mới thấy được cái xoáy nước cực kỳ đẹp của cái thác vàng thác bạc này. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đồng đạo, rất là nhiều người mà đến đây á hay gọi là thác vàng thác bạc vì cái màu nước của nó vàng vàng óng ánh giống như là bạc vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên thì người dân tại đây hay là những người dẫn đoàn của Quang cho đây là không phải, đây là cái thác cực kỳ đẹp của cái núi Tà Lơn, tuy nhiên nó hay gọi là thác mây xoáy. Nếu mấy bạn đến đây mấy bạn hãy gọi cái tên đúng của nó thì người ta mới biết được, còn gọi là thác vàng thác bạc, nếu mà bạn đi du lịch bụi á thì chắc chắn người ta sẽ không biết được đây là cái thác gì đâu. Cho nên mấy bạn rất là để ý cái vấn đề này nghe, tại đi qua đây là một cái xứ lạ quê người, mấy bạn phải nói đúng với cái tên gọi của những cái người dân địa phương thì người ta mới dắt mấy bạn đi được, còn nói giống như cái kiểu dân đồng đạo của mình thì chỉ đi theo đoàn được thôi. Mấy bạn thấy không, trước mặt của Quang á là một cái xoáy nước kinh khủng lớn luôn, tức là nước ở trên đổ ầm xuống, tại ngay mùa mưa bão mà. Giờ Quang sẽ di chuyển dài xuống dưới đó để cho mấy bạn xem được là cái cảnh đẹp, cái cảnh quan thiên nhiên và cái sự hùng vĩ của cái thác này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống hướng bên đây nha. Ok, giờ tiếp tục. Thấy cái mùi mưa á, mà cái nước của mình rất là màu vàng thì người ta gọi đó là suối vàng đó. Cho nên là cái điều đặc biệt ở đây á là hôm nay là ngày bão của cái núi Tà Lơn này, cho nên mấy bạn sẽ thấy được cái khung cảnh cực kỳ huyền bí, cực kỳ đẹp luôn. Thì nếu là Quang á thì Quang so sánh với cái thác Đâm Ri của Đà Đạt luôn á, rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là hùng vĩ, bạn thấy không, đẹp lắm mấy bạn ơi. Nếu mà đi mùa mưa bão á thì có thể là cho mình mặc áo mưa đi rất là khó, thuận tiện thì cũng nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì nhờ những cái trận mưa lớn như thế này mới có được cái dòng nước cực kỳ nhiều, hàng tấn nước nó đổ từ trên thượng nguồn xuống dưới đây, cho nên nó tạo thành khung cảnh cực kỳ đẹp luôn. Nó chen lẫn giữa cái màu vàng vàng của đá rồi cùng với những cái hình tượng đẹp của cái núi Tà Lơn này, tạo cho chúng ta cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và nếu đứng ở đây á, ngoài cái khung cảnh tuyệt đẹp của cái thác này á, chúng ta sẽ thấy được cái xoáy nước, gọi là cái xoáy giống như là mây đó, đây thấy không, đó đẹp lắm, đang nó xoáy từ dưới nó xoáy lên, đó là nó bốc hơi lên luôn á, đẹp lắm. Thác mây xoáy là như vậy nha mấy bạn, chứ không phải là thác vàng thác bạc nha. Thì tuy nhiên thì đó là một cái tên gọi thôi, mấy bạn có thể dùng là thác vàng thác bạc cũng được, cũng có thể gọi là thác mây xoáy cũng được, tuy nhiên người dân địa phương thì hay dùng là thác mây xoáy, là như vậy đây, đẹp vô cùng. Đây là từ dưới nó xoáy lên nè, cho bạn xem nha, quá đẹp luôn. Đẹp
đó mấy bạn ơi, kinh khủng đẹp luôn. Đây là một cái điều tuyệt vời mà Kiên Quang đến với Tà Lơ. Và đây là một cái thác vĩ đại mà cho qua cái cảm xúc rất là nhiều. À, nói chuyện hơi lớn cho mấy bạn thông cảm nha, thì cái âm thanh nó rất là lớn. Đẹp lắm, kinh khủng đẹp luôn. Vĩ đại chưa? Quay qua đây đi. Xoay nước vào đây nè, xoay nước vào đây đẹp nè. Xoay nước này nè 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 nè. Đó. Gọi là mây xoáy là gì đó. Tuyệt vời á. Các bạn thấy không, hiện giờ cái hơi nước á cộng với cái lực nước từ phía trên đổ xuống á, cho ta cảm giác giống như là một cái những cái đám mây đang hội tụ và bay lên như thế này. Đây là một cái tuyệt vời giúp ta nó xoáy kìa. Thấy không, xoáy xoáy không? Wow. Quá đẹp luôn. Nếu mà có một lần đến Tà Lơn, mấy bạn hãy đến cái thác này đi. Nhưng mà ngày mưa bão nó có cái lượng nước lớn như vậy nha, nó mới đặc biệt nha. Còn ngày khô á thì nó không có được nước nhiều như vậy, nó không thấy được cái mây nó xoáy như vậy đâu. Đây nè. Muốn đứng ở đây hoài luôn mà không muốn đi luôn á. Quá đẹp rồi, thiên nhiên quá đẹp rồi. Giờ mình di chuyển qua một cái nơi khác nha. Chân rồi, sâu quá trời sâu rồi, cho nên là giờ là mình sẽ không phải đi xuống đây nữa đâu. Để qua đây thử rồi nha. Không, sâu lắm, sâu lắm mấy bạn ơi, không phải xuống đây nữa đâu, rất là sâu. Cắt quần rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới cái điểm tiếp theo. Thì mong là cái video giới thiệu về cái thác này sẽ cho mấy bạn thêm rất là nhiều thông tin, cũng như là có những chuyến đi cực kỳ thú vị trong nay một mai sau khi xem hết cái video của Quang ha. Đồng thời thì nhớ, muốn thấy được những cái mây xoáy hay là những cái xoáy nước tuyệt đẹp thì đi những ngày mưa bão thôi. Chứ những cái ngày bình thường á thì cái thác ở đây rất là cạn, rất là khô và nó không có nhiều nước như thế này đâu. Nói chuyện mệt quá. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên, nói được cái phần cuối cùng nữa thì mình sẽ di chuyển cái phần tiếp theo. Nên nếu có chuyên quan để khám phá được một số khu vực ở quanh đây nó có những gì nữa nhé. Ok. Mấy bạn biết không, cái dây mùa khô á thì nước ở đây nó vàng ngính luôn, nó cực kỳ màu vàng luôn, cho nên gọi là suối vàng là như vậy. Bây giờ mình nhìn á, cái mùi khô mùa mưa như thế này nè, thì mấy bạn cũng thấy đó, cái nó màu hơi vàng vàng đúng không, móng 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 màu vàng á, cũng khá là đặc biệt. Vì ở đây nghe nói là nhiễm phèn, cũng như là ở trong cây rồi trong đá nó ra, nó có cái màu vàng tự nhiên như vậy. Đặc biệt là cái mùa mưa á, thì nó sẽ dạng một cái nước á, nó khổng lồ, nó tạo cho ta cái cảm giác giống như là cái sự vĩ đại vậy đó, rất là to lớn của thiên nhiên và tạo hóa, nó tạo cho cái, nói chung là đến đây qua không còn cảm xúc để nói nữa. Thứ nhất là mưa rất là lớn nè, ảnh hưởng của cơn bão nè, đồng thời cái thác nó hùng vĩ quá, đẹp vô cùng đẹp luôn. Đây nè, khi mà chảy xuống tới dưới á, nó tạo thành những cái cơn á, xoáy nước á, tạo cho chúng ta cảm giác như một cái đám mây đang xoáy ngược lên, nó đẹp lắm. Để bây giờ mình có quay rồi cho mấy bạn á, bây giờ mình sẽ di chuyển đi ra ngoài để mình có thêm một cái chặng đường nhiều hơn nữa cho bạn xem ha. Tạm biệt mấy bạn nhé, bye bye luôn. Thì hiện giờ mấy bạn thấy không, phải có những cái áo mưa như thế này mấy bạn mới đi được trong cái thời tiết mưa bão của cái núi Tà Lơn này, còn gọi là núi Cu Cu. Cho nên là cái ngày trải nghiệm của Quang vô cùng thú vị. Lý do đơn giản là Quang không đi vào những cái ngày nắng đẹp, thời tiết lung linh, nhưng mà đi vào những ngày này mới cảm giác được cái thác này cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp, với những cái thác nước ở trên đổ xuống quá tuyệt vời, giống như thác Đông Ri của Đà Lạt vậy đó. Thì nếu lên phía trên này mấy bạn sẽ thấy được cái không khí á, mây mù che phủ răng kính lối luôn. Tại vì ở trên đây các độ cao nó 1075m so với mực nước biển. Chính vì vậy bảo đảm mấy bạn tin chắc một điều là cái thiên nhiên ở đây cực kỳ đẹp luôn. Tại vì nó cao, nó lạnh, và đồng thời nó mang những cái huyền bí tâm linh và những cái câu chuyện đã đi vào trong cái truyền thuyết của người dân Nam Bộ chúng ta. Tất cả những vị thầy khi mà tu đắc đạo đều đến đây dù chỉ một lần. Cho nên là cái ngày khám phá đầu tiên của Quang đó chính là đến cái thác mây xoáy, còn gọi là thác vàng thác bạc tại nơi đây. Bây giờ mình di chuyển ra xe. Quá đẹp.
Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!